Vâng, xin chào toàn thể anh em audio và trước mắt quý vị các bạn ngày hôm nay tiếp tục lên sóng một siêu phẩm Đó là chiếc âm đi pn tám Mark II Một sản phẩm phải nói là siêu xuất sắc Và cái đặc điểm ở đây, đặc biệt ở đây thì nó là một sản phẩm Được cấu tạo là nguồn vàng Và rất nhiều anh em chơi âm đi piano 7.8 đều hỏi là nguồn vàng và nguồn đen và thực sự ra với quý vị các bạn và anh em thì cái việc giữa chất âm giữa nguồn vàng với nguồn đen thì nó nó chả có gì khác nhau cả Đấy. nhưng mà cái giá giữa nguồn vàng với nguồn đen thì nó không thể nào gọi cái từ là nó rẻ được nó đắt hơn rất nhiều nó đắt hơn rất nhiều so với con nguồn đen. Còn cái việc chúng ta mua nguồn vàng hay mua nguồn đen với bên phạm thức audio thì chả có nghĩa lý gì mà phải run tay cả. Các bác có tiền bác cứ thích nguồn vàng, bác cứ mua nguồn vàng cho em. Đấy. Bởi vì nguồn vàng chắc chắn với quý vị các bạn anh em rằng một điều là khi chúng ta mua ai đến hỏi. Đây, âm đi 7.800 đôi. Nhưng mà không, của em là nguồn vàng nhá. Hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng đen nhá. Đấy Đây nguồn của nó vàng thì nó như thế này còn Nguồn nó đen thì cái bọc này nó màu đen Nhưng mà vẫn có hai cái lá đồng bên cạnh này Các bác đừng hiểu lầm nha Hai cái cạnh này nó vẫn là cái lá đồng như này Nhưng cái vỏ bên ngoài này nó sẽ là nguồn vàng Và với nguồn vàng thì bao giờ chiếc âm ly cũng sẽ nặng hơn Nó sẽ đạt cái thông số là 9,5kg Đấy còn với nguồn đen nó sẽ nhẹ hơn khoảng chừng tầm 3 lạng Tụ nguồn à đây, các bác thấy em ngoáy từ nãy giờ có thấy nó đẹp không ạ? Cáp bẹ này Sáng trưng Đấy. Vàng ươm luôn Thùng cạnh sexy Đã là nguồn vàng thì cái đế này nó phải là vàng nhé Và rất nhiều anh em quý vị các bạn chúng ta đều quan tâm đến cái việc công suất Công suất của con này là 2SA1075 và 2525 Con sò... Con sò này sò Apple một sản phẩm sò so của Nhật sản xuất và tất cả anh em chúng ta đều quan tâm đến cái việc là cái con đây cái con đèn năm chân này nó còn hay không để chứng minh rằng nó có zin hay không đèn đệm của nó đây xanh đèn cực kỳ đẹp nhà ok các bạn nhìn các con ốc của nó còn đẹp không đấy và đây này có một cái điểm nữa này đây, à, các bạn nhìn đế vàng mới chưa? Rất rất mới. Cực kỳ mới. Và đây. Đấy, cái ốc cái ốc của cái nguồn ấy, nếu như chúng ta bị thay cái nguồn ấy thì cái ốc này nó sẽ bị uh, bị cái keo này nó sẽ bị bung ra. Nhưng ở đây, em khẳng định với quý vị các bạn em dám em sẵn sàng dám dán tem vào đây nhá. Đấy, để khẳng định với quý vị các bạn đây là nguồn vàng xịn. Chứ không phải nguồn vàng nâng. Đó. Máy bao zin hoạt động hoàn hảo và với mức giá của em nó thì không nhạt đâu. Số CD là 10089. Với con đi này thì em xin phép được báo cáo với anh em quý vị các bạn với mức giá 11 triệu 500 không bao gồm cước phí và xin phép quý vị các bạn là em bán hàng không mấy khi muốn nói thách và trả giá anh em đâu. Anh em nào ưng với cái mức giá đấy thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0972 192 087. Phạm Thức Audio cảm ơn anh em quý vị các bạn đã lắng nghe và xem kênh của bên em Cảm ơn anh em rất nhiều Bất cứ một sản phẩm điện tử nào bên em bán ra Ví dụ như con này chẳng hạn là sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng Và nếu mà các bác muốn bảo hành thêm 1 năm Thì bác cộng thêm cho em 500 nghìn nữa em sẽ bảo hành cho anh em con này 1 năm luôn Rồi cảm ơn anh em rất nhiều